Anh chị đang tìm mua cho mình một cái dòng cân xe nâng từ 500kg đến 2 tấn thì cân xe nâng JWI 3001 của Zadeba Đài Loan này là một dòng cân xe nâng đáng được chọn mua hơn cả. Khi nào thì chúng ta sẽ dùng đến cân xe nâng? Khi mà chúng ta cần cân những kiện hàng công nghiệp đặt trên pallet gỗ hoặc là pallet nhựa như thế này, và thường là trọng lượng nó rất là nặng. Và trong điều kiện là chúng ta chưa có một cái cân sàn điện tử, chúng ta cũng chưa có một xe nâng điện để nâng hàng hóa bỏ lên sàn cân như thế này, và hàng hóa chúng ta đặt trong một nhà xưởng rất rộng và nhiều nơi, chúng ta cần có một cái cân để có bánh xe di chuyển để linh động để cân hàng hóa từ chỗ này đến vị trí chỗ khác. Nôm na là chúng ta cần một cái cân có khả năng cân và di chuyển được, thì cái dòng cân điện tử xe nâng này là một sự lựa chọn đáng giá. Chúng ta sẽ nhìn một vòng dòng cân điện tử xe nâng JWI 3001 này. Màn hình LED đỏ to rõ để chúng ta dễ dàng đọc số trong điều kiện tối thiếu sáng, và cân sử dụng pin sạc cho nên chúng ta linh động, chúng ta không lệ thuộc nguồn điện, chúng ta có thể đẩy đi trong xưởng. Và dòng cân này dĩ nhiên có thể đẩy đi vòng vòng trong xưởng như thế này. Anh chị thấy được nó rất là thuận lợi để mình cân hàng và sử dụng nhiều nơi. Và còn cách sử dụng cân như thế nào thì chúng ta sẽ quan sát video clip này nhé. Đặt vấn đề là chúng ta cân cái sàn sắt này và chúng ta không muốn tính cái trọng lượng bì là trọng lượng pallet gỗ, thì cái thao tác cân nó như thế nào? Đặt trong hoàn cảnh là chúng ta cần trừ bì trước anh chị ha, thì chúng ta khởi động cân lên, rồi chúng ta cân cái trọng lượng pallet gỗ để chúng ta biết được trọng lượng trừ bì. Ví dụ ở đây là trọng lượng pallet gỗ là 18kg, và sau đó chúng ta sẽ bấm cái phím tare hoặc là zero để cân nó trở về zero. Rồi sau đó chúng ta hạ cần nâng xuống thì cân nó sẽ âm đúng cái trọng lượng của pallet gỗ luôn. Rồi, anh chị sẽ thấy con số âm 18 trên màn hình ha, âm 18kg trên màn hình. Rồi đây, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn, 18kg, và tất nhiên phía trước nó có dấu trừ nữa, gọi là âm 18kg, đã âm cái trọng lượng của pallet gỗ rồi anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng cân những cái kiện hàng khác, để vì chúng ta đã cân trừ bì rồi, thì bây giờ chúng ta khi chúng ta đưa cái xe nâng vào cái kiện hàng như thế này thì chúng ta nâng cân lên, nâng cái càng lên thì chúng ta cân hàng hóa thôi. Thì lúc đó đó, cái trọng lượng mà nó hiển thị trên cái đầu cân này nè chính là trọng lượng của hàng hóa thôi, chứ không còn tính có trọng lượng của pallet gỗ nữa. Đặt trong hoàn cảnh, một số hoàn cảnh là anh chị cân luôn, anh chị đã biết trọng lượng pallet gỗ lần số giống nhau rồi, anh chị cân hàng hóa luôn mà sau đó tự trừ lại thì cũng là một cách. Anh chị để ý ha, khi mà nâng lên như vậy thì cái pallet gỗ nó không còn chạm đất nữa, thì lúc đó con số nó mới chính xác. Cân xong thì chúng ta chỉ hạ cần nâng và chúng ta kéo cái xe nâng ra thôi. Vậy là cái thao tác cân điện tử xe nâng JWI 3001 này nó cũng khá đơn giản. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến thông số kỹ thuật của dòng cân xe nâng JWI 3001 này. Chúng ta có một cái màn hình LED đỏ to rõ để chúng ta dễ dàng đọc số trong điều kiện thiếu sáng. Chúng ta có pin sạc để chúng ta linh động hơn trong vấn đề sử dụng, không lệ thuộc nguồn điện. Và cái kích thước của bì, chiều ngang của cái hai cái càng nâng là 70cm. Và một cái thông số nữa đó là khi mà chúng ta nâng cái càng nâng này cao nhất có thể, nó tầm khoảng chừng 21cm anh chị ha. Nhưng mà thông số nó không quan trọng, mà thông số này anh chị sẽ để ý nè, là cái khoảng hở khi mà chúng ta hạ thấp nhất có thể thì cái chiều cao của càng nâng này khoảng 9cm, thì chúng ta phải lựa chọn một cái pallet gỗ nào đó có cái chiều cao lọt lòng bên dưới nó phải cao hơn 10cm thì chúng ta mới thuận lợi hơn. Rồi cái chiều ngang, cái khoảng rộng của hai cái càng này nó khoảng chừng 36cm, thì chúng ta phải lựa cái pallet nào đó có hai cái thanh dọc ở giữa nó phải hẹp hơn 35cm để chúng ta thuận lợi hơn, hoặc là chúng ta chỉ chọn một pallet nào đó mà chỉ có một thanh dọc thôi thì chúng ta mới thuận lợi cân bằng cái cân xe nâng này được. Như vậy là chúng ta đã vừa xem qua một cái dòng cân điện tử xe nâng JWI 3001 của Zadeba Đài Loan. Đây là một cái dòng cân xe nâng rất phổ biến trên thị trường và là Zadeba Đài Loan cho nên rất tin cậy. Và để tìm mua cho mình một cái dòng cân xe nâng này thì anh chị có thể truy cập đến những cái website tính như là cân gia phát.com
hoặc là cân điện tử gia phát.com. Thì trên hai website này có những cái chuyên mục chuyên về cân điện tử xe nâng, thì anh chị có cái nhìn tổng quan hơn, dễ dàng so sánh dòng cân xe nâng này với dòng xe nâng kia hơn, giúp cho anh chị lựa chọn được một cái dòng cân xe nâng phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn nếu như mà anh chị đang xem video này trên YouTube thì anh chị có thể nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này để xem được nhiều hơn video clip về kênh điện tử cũng như là video clip về hướng dẫn sử dụng. Hoặc là anh chị có thể để lại nhiều cái lời comment về giá bán, về hướng dẫn sử dụng như thế nào đó. Tất cả những vấn đề này thì kênh Gia Phát sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Và nhanh hơn cả thì anh chị cứ cầm điện thoại lên và gọi ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, hoặc là 0909 859 833. Đây là hai số hotline của công ty cân điện tử Gia Phát, sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và phản hồi nhanh nhất có thể. Một thông điệp nữa mà cân điện tử Gia Phát muốn chia sẻ với anh chị rằng là tại sao không để giá ngay trong video clip này. Thì thật ra là video clip này chỉ up một lần và sau đó anh chị sẽ xem rất là lâu dài trong vòng nhiều năm. Thì ngay cái thời điểm mà cân Gia Phát up video clip này trên YouTube thì giá nó sẽ là một con số nhất định là giá A đi. Thì một năm sau nó có thể tốt hơn giá A đó. Cho nên là ngay thời điểm hiện tại mà anh chị đang xem video này mà anh chị cần biết giá cũng như thời gian bảo hành thì anh chị cứ gọi hoặc là Zalo nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, thì cân tử Gia Phát sẽ chia sẻ được nhanh hơn và báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video clip này. Cân tử Gia Phát chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.